Trò chơi số đề mà mọi người lên án, bị nhà nước cấm, ai ngờ lại có một xuất thân cực kỳ cao sang quyền quý mà các học giả xưa phải thốt lên rằng những người có học thức cao mới hiểu trò này. Vậy sao tự nhiên qua năm tháng cái nó bị ố về luôn ta? Mới đầu, mình cứ nghĩ số đề là từ vũ trụ, chiêm tinh, tử vi, báo mộng mà ra. Tại lúc nhỏ cứ mỗi sáng dậy là bà nội hỏi mình: tối qua con nằm mơ thấy con gì, để nội đi đánh. Khi tìm hiểu thì mới té ngửa, số đề cực hay và thú vị. Không lẽ giờ cũng tập tành chơi, mọi người có ai chơi số đề rồi không? Được người Hoa du nhập sang Việt Nam, tên gốc là Hội Hoa, xuất hiện từ hơn 400 năm trước và nở rộ trong thời nhà Thanh. Hội Hoa là trò chơi gồm 34 nhân vật có mặt trong một câu chuyện về đời sống Trung Hoa xưa. Mỗi nhân vật đều có số phận và liên quan đến người khác, có tương sinh tương khắc lẫn nhau. Mình trích một đoạn ngắn, cái này mình tự dịch nha, có nguồn trong link mô tả. Anh chị em nào cao tay thì chém thêm. Động phòng hoa chúc Lưu Tĩnh Lợi, bỏ kẻ si tình Lan Tú Tài. Tháng 9 trùng dương ai còn nhớ, Nico An Sĩ nở chia tay. Hấp dẫn ở chỗ, kiếp trước của mỗi người là một loài vật, như Lưu Tĩnh Lợi là một cấm vệ quân, kiếp trước là con rùa, Lan Tú Tài tên là Từ Nguyên Quý, Đỗ Trạng Nguyên, và kiếp trước là con cóc, còn An Sĩ Nico tên là Trần An Sĩ, kiếp trước là Hồ Ly Tinh, là một con cáo vì hận đời bạc đãi mà bỏ đi tu. Ngày xưa cứ mỗi lần chơi, nhà cái sẽ chọn trước ba tên, ghi vào quẻ rồi bỏ vào ống tre và treo lên. Người chơi sẽ đặt cược cho mình một nhân vật, sau khi đặt cược xong, nhà cái sẽ diễn hoạt câu chuyện có liên quan rồi thả ống tre ra. Đó là một trò chơi vô cùng văn hóa, được truyền bá qua nhiều khu vực địa lý khác nhau, dù có thay đổi nhưng cũng không nhiều. Chỉ đến khi qua tới Việt Nam thì hầu như chỉ còn mỗi con vật cùng con số, chẳng ai quan tâm ý nghĩa đằng sau là gì. Người chơi cứ đơn thuần xem nó là trò đỏ đen, hên xui may rủi. Rồi sau này nhà cái cũng chẳng cần chọn mà lấy theo kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày. Để cho khớp, họ bổ sung thêm vài nhân vật nổi tiếng rồi lặp lại một lần nữa cho đủ 100. Thử xem có ai còn nhớ không nè: bướm nhỏ 19, bướm to 59 và bướm bà là 99, hay như số 21 là Thúy Kiều trẻ, thì có thêm số 61 là Thúy Kiều già. Rồi 39, 79 là thần tài nhỏ và thần tài to. Số 00 trứng vịt là được bổ sung sau này. Câu chuyện ngày xưa đã trôi vào dĩ vãng, có chăng chỉ còn trong những quyển sách giải mộng chiêm bao, còn trò chơi ngày nay đã biến tướng, trở thành một tệ nạn kèm cả mê tín dị đoan. Chúng ta ngày nay lên án Trung Quốc với thói sao chép một cách tệ hại, còn người Việt chúng ta thì sao? Mình nghĩ là bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt, mình thì mình không chơi số đề rồi đó, mọi người thì sao?